Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái bộ sản phẩm ha, tiếp và đầy đủ các phụ kiện ha, liên quan tới đầu tiếp của hãng thương hiệu Kintoni. Thì đây, với cái mã sản phẩm trên này ha các bạn ha. Đó, mã sản phẩm 9563MR ha các bạn ha. Và đây là cái sách, quyển để hướng dẫn sử dụng ha. Và hướng dẫn chi tiết những cái phần bộ phận chi tiết như là đầu tiếp từ 12 cho tới 32 ha. Thì đây ở dưới phần này, rồi đây là cái bộ phận nguyên bộ đây luôn ha các bạn ha. Rồi đầu tiên như các bạn thấy thì sẽ có đầu tiếp từ 12 cho tới 32 ha. Đây là đầu tiếp 12 và đầu này thì 1/2 in nha các bạn ha, 1/2 in. Đây, mở lục giác ha, mở lục giác. Rồi tiếp theo đó thì đầu tiếp đây, đầu tiếp 32 đây các bạn ha. Đó, cũng 1/2 ha. Rồi tiếp theo, bộ này gồm có là một cái cần siết lực tự động đây ha. Cần siết lực tự động. Đấy, cần siết lực tự động ha. Cần này thì 1/2 in luôn nha các bạn ha, 1/2 in. Rồi. Cần siết tự động thứ hai là 1/4 ha các bạn ha, 1/4 in đây ha. Đó. Còn 1/4 in ha. Rồi. Tiếp theo, đây. Đây thì mình cần nối đây các bạn ha. Đó. Cần này thì 1/2 luôn ha các bạn ha. Trên cái những cái sản phẩm của Kintoni thì được in dập nổi ha. Toàn bộ là được in dập nổi và có mã sản phẩm ha các bạn ha. Đó, đầy đủ, rất là đẹp luôn. Hàng này hàng Kintoni thì thương hiệu của Mỹ nhưng mà xuất xứ lại Đài Loan ha. Nên hàng rất là chất lượng ha các bạn ha. Đó, từng như các bạn thấy thì từng trên cái con tiếp đều có cái mã sản phẩm in dập nổi đây ha. Như mã đây là 433527M thôi ha, CR gạch V ha. Đó, có ký hiệu hết, rất là dễ dàng mua. Rồi tiếp theo là cái đầu lắc léo đây ha. Đó, đầu nối lắc léo để chúng ta gắn vào cái cần siết lực đi ha. Rồi, gắn vào cần siết lực. Gắn cần siết lực thì cái đầu này nó sẽ lắc léo ha. Đó, được 180 độ ha. Đó, đó 180 độ luôn. Đó, rất là thuận tiện sử dụng trong khi những cái con ốc nó nằm ở trong ngóc ngách ha, rất là dễ sử dụng. Rồi bộ này thì rất là tiện dụng rồi nha các bạn ha, từ 1/2 tới 1/4 đều có. Rồi tiếp tục là cái đầu 1/4 đây ha. Đó, đầu 1/4 xoay có thể xoay 180 độ hết anh các bạn ha. Rồi tiếp theo là cái cần nối dài đây ha, cần nối dài. Đây, cần nối dài ha các bạn ha. Cần nối dài 1/2 in luôn. Đó, lúc nào nó sẽ có hai cái bộ như là 1/2 và 3/4. Đây ở dưới này thì có tiếp 3/4 đây ha các bạn ha. Đó. Như bạn thấy thì nó sẽ có cặp có đôi hết. Đây, ở dưới đây thì tiếp 3/4 từ 12 cho tới 32 luôn ha các bạn ha. À, 12 tới 12. 12 tới 19 thôi nhé các bạn. 12, 12 tới 19. Từ 4, 12, 19. Đó, đầy đủ ha các bạn ha. Bên này thì có cái con tiếp dài ha, tiếp dài. Tiếp dài 1/2 in ha các bạn ha. Tiếp dài thì 1/2 in. Rồi. Đó, tiếp dài 1/2 in rất là đẹp ha. Rồi tiếp theo đó nữa là bên phải đây. Bên trái của mình đây thì có cái bộ phận để mở cái lục giác ha, tiếp mở lục giác đây ha các bạn ha. Đó, thì gắn sẵn cái đầu lục giác này nha các bạn. Đó, mình sẽ mở được lục giác bông nè. Lục giác bông đây, ở trên. Ở dưới thì lục giác thường ha. Đó, lục giác thường đây. Đó, nguyên bộ như các bạn thấy rất là đẹp và rất là tiện dụng. Đó, mua một bộ thì mình có thể xài rất là lâu bền. Chất liệu thì như các bạn thấy thì chất liệu thép, nó không có rỉ nên xài rất là tốt ha. Nó rất là cứng cáp. Đấy. Rất là chi tiết luôn. Rồi, nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thì cái con này thì mình nghĩ là nó là cái bộ phận bên này là 3/8 ha, 3/8 nha các bạn ha. Đó, có 3/8 luôn nha các bạn ha. Cái này 3/8 ha, mình nói lại ha, 3/8, 3/8 bên khúc bên này. Đó, 3/8 ha, cái này cũng 3/8 luôn này các bạn ha. Đó, đó đầu nối giác này. Đấy, rất là đẹp. 3/8 đây, khúc bên này thì 3/8 đây. Bên này thì 1/4 ha các bạn ha. Phía trên đây là 1/2 in. Rồi thì nếu các bạn có thắc mắc hoặc muốn tư vấn thêm về cái bộ sản phẩm
của bộ tiếp của sản phẩm của Kinoni. Với mã sản phẩm của bộ này mình xin nhắc lại là 9563MR ha các bạn ha. Đây ha các bạn ha. Rồi, nếu các bạn có thấy thắc mắc hay muốn tư vấn thêm về cái dòng sản phẩm này, cái bộ sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại chỉ cập đường link website dưới phần video ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.